Mai à, em hãy nghe anh giải thích nè. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe gì thêm nữa hết. Mai à, em hãy nghe anh nói nè. Anh còn muốn nói cái gì nữa? Anh buông tôi ra. Không, anh không buông. Tôi xin anh đó, anh buông tôi ra. Không, em phải nghe anh giải thích. Tôi không muốn nghe. Xuất sắc, diễn quá hay. Anh phải nhường cái phần nhận xét lại cho hai nhân vật quan trọng nhất. Dạ, mời đạo diễn Trần Hùng. Phần diễn thử vừa rồi của hai bạn, tôi thật sự không hài lòng. Vì hai bạn diễn quá lý trí và kỹ thuật. Đây là một phân đoạn cực kỳ khó trong phim của tôi. Chỉ cần diễn cương lên một chút hay thiếu một chút á, sẽ hư toàn bộ cả phân đoạn. Ngọc Mai thiết chế rất là tốt. Tôi đánh giá cao vì sự diễn xuất của em hơn là Quốc Đạt. Ngay khoảnh khắc bà biết rằng không thể nào tha thứ và trở lại được với người chồng, giọt nước mắt của em đã rơi xuống rất đúng lúc, không thừa không thiếu, rất là tinh tế. À, anh Trần Hùng à, thật ra thì tôi thấy là anh Đạt diễn cũng đâu có thua kém Nhật Mai đâu. Thấy anh đón nhận cái tác không? Đau đớn rất là thật luôn á. Đúng, về kỹ thuật diễn thì rất tốt, nhưng mà cảm xúc thì chưa có. Có vẻ như Quốc Đạt đem cảm xúc cá nhân của mình vào nhân vật rất là nhiều. Tôi thấy loáng thoáng một hình bóng của gã si tình thôi, hoàn toàn chưa bật lên một sự phản bội của gã sơ khanh trong nhân vật của anh diễn. Từ hồi nào giờ á, đạo diễn Trần Hùng nổi tiếng là khó tính. Anh rất khắt khe trong từng tác phẩm của mình. Vì vậy mà tôi rất tin tưởng và an tâm đầu tư vào bộ phim này. Về chuyên môn á, thì ý kiến của đạo diễn là trên hết. Nhưng về tư cách của một khán giả thì tôi rất bị thu hút bởi nhân vật của Quốc Đạt. À, em cũng quên giới thiệu với chị. Đây là hai sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khóa vừa rồi. Nghỉ nghề cũng một năm rồi đó. Bây giờ không biết sao lại đi diễn lại. Dạ, tại vì tụi em quyết định kết hôn với nhau sớm để ổn định. Sau đó tụi em mới chuyên tâm làm việc với nghề. Ờ, thì ra hai người... Dạ, tụi em đám cưới với nhau được một năm rồi. Đối với hai cô cậu này á, tôi đâu xa lạ gì nữa. Tôi đặt niềm tin rất nhiều ở về hai em. Nhưng đối với Quốc Đạt thì thật sự tôi chưa hài lòng lắm. Vậy thì như vậy nha, một phiếu chuyên môn của đạo diễn dành cho Ngọc Mai, còn một phiếu khán giả yêu thích dành cho Quốc Đạt. Vâng, tôi nghĩ điểm sáng nhất của Quốc Đạt đó là trẻ tuổi, cao ráo, đẹp trai, chắc chắn sẽ thu hút nhiều fan. Tôi cân nhắc lại. Bây giờ hai người có thể ra ngoài để chúng tôi thảo luận, rồi sau đó sẽ thông báo kết quả sớm. Dạ, dạ. Em xin cảm em ơn. Xin phép ạ. À, trưa rồi, anh cũng phải đi ăn cơm để lấy sức chiều nay làm việc chứ. Cũng trưa quá rồi hả? Anh, có lẽ là trưa nay em không có mặt ở đây. Có gì thì anh trao đổi với trợ lý của em nha. Được, anh đi trước nha. Dạ, dạ. Bye bye anh. Chào anh. Cậu đó nha. Dạ. Tại sao không giới thiệu Quốc Đạt ở trước tôi vậy hả? Chị ơi, người ta đã có vợ rồi, Hoa đã có chủ thì đừng rủ đi đêm. Cậu cũng biết ý tôi mà. Hoa càng đẹp càng khó hái thì tôi lại càng hứng thú. Người ta nói không sai, gừng càng già càng cay. Nè, mọi việc tôi giao cho cậu đó, nhớ làm cho tốt đó. Em biết rồi, mọi chuyện để em lo. Rồi, 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 tất cả mọi người giải tán đi, không cần phải đứng đây nói chuyện sùm. Khi nào công ty chúng tôi có kết quả sẽ thông báo cho tất cả mọi người, vậy nghe. Em chào chị. Hai em diễn tốt lắm, đạo diễn Trần Hùng có lời khen đó. Nhất là Mai, chị kỳ vọng vào em đó. Còn Đạt, cố lên, đừng từ bỏ hy vọng của mình nha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ. Chị Lily cưng, vô đây với chị. À, chào anh Hùng. Ừ. Chúng ta có cuộc hẹn á để công bố và diễn viên cát mà. Chị Trinh bận rồi. Anh biết mà, một người thừa hưởng một khối tài sản lớn thì có biết bao nhiêu việc phải giải quyết. Cho nên là mọi việc ở đây cứ để thông qua em là được. Được. Chúng ta vào thẳng vấn đề. Dạ. Đây là danh sách diễn viên tôi đã chọn. Nữ chính là Ngọc Mai. Còn nam chính là một trong ba người Quốc Đạt, Thế Mạnh, Cao Tỉnh. Còn Lily
chị có thể là diễn phụ à? Làm sao như vậy được? Nam chính lần này sẽ là Quốc Đạt, còn nữ chính thì chị Trinh muốn là phải là Lily. Giao một vai cho một người nữ diễn viên quá yếu, thử hỏi ai chịu trách nhiệm gánh vác bộ phim này chứ? Em đảm bảo với anh, hai cái tên Quốc Đạt và Lily vào vai chính mà ra rạp rồi thì phim chúng ta sẽ có sức hút và sẽ đại thắng. Thôi được rồi, Quốc Đạt sẽ vào vai nam chính, dù sao đó cũng là lựa chọn của tôi. Dạ. Nhưng mà riêng phần Lily á thì tôi phải cân nhắc và xem xét lại mới được. Có xem xét gì nữa thì kết quả cũng vậy thôi. Vậy nghe. Ơ mà nè, tôi chưa nói mà. Cà vạt của anh nè. Em đừng buồn chuyện rất dai nha. Buồn cái gì mà buồn, chồng em được vai chính thì em phải vui chứ sao mà buồn. Em chỉ thấy hơi thất vọng vì để thua Lily thôi. Đừng nghĩ lung tung nè, Lily là hàng gửi thôi chứ làm sao diễn xuất qua vợ của anh được. Hôm bữa casting hả, thấy diễn xuất của em hơn hẳn Lily luôn. Thôi đi, nịnh vợ quá à. Anh xin hứa với em là anh sẽ cố gắng thành công trong dự án lần này. Sau khi mà anh thành công rồi hả, anh sẽ tìm cách để giúp em cùng nhau tỏa sáng danh. Nhớ nha. Nhớ rồi. Không được nuốt lời nha. Chắc chưa? Chắn. Chào Mai. Anh Khánh. Vui vẻ quá ha. Ủa, còn định ăn mặc gì đi sự kiện hả? Em thấy ổn mà. Đẹp mà. Đúng không em? Ba cái cà lạ vát quê mùa này nghĩ sao mà đi được. Bây giờ đi với tôi, đi gặp stylist thay đổi toàn bộ phong cách của cậu. Bây giờ mình đi luôn hả anh? Ừ. Đi đi, giờ mình đi, đi. Ủa, em đi đâu? Em quên giới thiệu với anh, bắt đầu từ ngày hôm nay, Mai vợ của em sẽ là quản lý chính thức của em. Quản lý á? Ừ. Không được. Sao vậy? Kể từ bây giờ, hai em phải trong tình trạng ly thân. Không được. Tại sao ly thân? Đó là chiêu trò bia. Sắp tới, cậu còn phải đóng phim giả tình thật với Lily nữa kìa. Chưa kể đâu, nếu như mà công ty muốn hai người công bố với báo chí là ly hôn thì hai người cũng phải làm. Không được, vợ chồng em kết hôn sớm là để tránh thị phi của showbiz. Tự nhiên bây giờ vì cái kịch bản PR đó mà đem tình cảm của vợ chồng ra xuyên tạc, sao mà được? Đúng rồi. Khờ quá cô bé. Trong thời buổi này, nếu như mà không PR tên tuổi cho người khác chú ý tới thì coi như sự nghiệp của cậu Đạt chấm hết. Đạt đã không biết, em là vợ em phải biết mấy chuyện này, phải khuyên bảo chồng mình chứ. Đằng này em lại đứng về phía chồng mình nữa. Nhưng mà gì? Chẳng lẽ em muốn em và vợ em sống hoài trong căn nhà thuê nè? Mà hai đứa cũng hình thức quá ha. Đóng vai quần chúng vài phân đoạn mà thuê nguyên căn nhà lớn như vậy chắc cũng bộn tiền. Coi bộ chỉ trụ được vài tháng thôi. Em à, anh thấy Khánh nói cũng đúng á. Với lại á, mình chỉ là diễn xuất ngoài đời thôi, đâu có thiệt đâu. Quan trọng nhất á là hai vợ chồng mình vẫn yêu thương nhau. Chỉ cần vượt qua cái khoảng thời gian đó thôi là vợ chồng mình sẽ bước qua một trang mới, cuộc đời trở nên tỏa sáng. Thôi, em không có đồng ý đâu. Anh Khánh à, vợ em chưa có chuẩn bị tâm lý, hay là bây giờ anh cho vợ chồng em một khoảng thời gian để suy nghĩ nữa được không? Được á. Hai người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cảm ơn anh. Cho đến khi nào mà anh Hùng á chọn được vai chính khác rồi mà hai người đến coi phim luôn. Vậy ha, tôi về. Vậy đâu có được anh Khánh. Thôi, vậy cứ theo sự sắp xếp của anh đi. Tại vì tụi em cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện PR hết. Nên thôi anh đừng có giận tụi em nha. Không sao hết. Vậy bây giờ mình đi được chứ? Mình đi anh. Anh đi nha. Cảm ơn anh. Đi anh. Ủa, anh nói là dẫn em đi gặp stylist mà, sao lại vô đây? Người này còn quan trọng stylist nữa. Bộ em không định cảm ơn người đã cho em gia diễn sao? Nhớ đừng làm chị Trinh phật lòng. Cơ hội ngàn năm có một. Chị em đi. Dạ. Em chào chị. Ngồi xuống đi em. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị đã chiếu cố. Ôi, quen với nhau quá mà còn khách sáo làm gì không biết nữa. Nếu như không có sự giúp đỡ của chị
thì em không thể nào may mắn có được giải chính lần này. Chị là nhà đầu tư lớn mà em, chị có tâm lắm. Hơn nữa chị rất thích tạo điều kiện cho các bạn diễn viên trẻ. Nhiều diễn viên người ta có tài năng lắm nhưng mà người ta không có cơ duyên. Chị đang tạo duyên lành cho em đó. Em có tài năng thật sự mà. Dạ, cảm ơn chị. À, quên đấy. Của em nè. Cái này là... Coi như là chị đầu tư lần lần cho ngôi sao của chị. Đó là chuyện bình thường thôi mà. Nhận đi, nhận cho chị vui. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhất định em sẽ không bao giờ phụ lòng của chị. Đó đó. Chị thích em cái điểm này nè. Vừa tài năng vừa khiêm tốn. Thôi, coi như đây là khoản đầu tư chút đỉnh của chị nha. Sau này lên ngôi sao đi, rồi chị em mình sẽ tính sau. Tôi không đồng ý với phía chị Trinh. Đi ăn cách rẻ tiền nam diễn chính trong bộ phim của tôi. Tại sao chúng ta không bia theo kịch bản nó bàn chứ? Đó là ý kiến của chị Trinh. Em đâu có biết. Theo chị Trinh thì bia như vậy mới hiệu quả. Tôi không bàn cãi cậu nữa. Tôi muốn nói chuyện gì Trinh kìa. Nếu như anh muốn, anh cứ gọi điện cho chị. Còn tôi xin phép cáo lương. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không toàn tâm toàn ý tập trung vào vai diễn thì tôi sẽ cắt vai cậu bất cứ lúc nào. Dạ thưa anh, chắc là có hiểu lầm gì đó rồi. Chứ em thật sự chưa bao giờ xem thường vai diễn này hết. Còn về những bài báo này, em hoàn toàn không biết gì hết. Tôi tạm tin cậu đó. Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, cái gì có được dễ thì mất cũng dễ lắm. Mà khi mất á, nó còn kinh khủng hơn là lúc có được đó. Bà biết chuyện gì chưa? Ông Đạt nhà bà có bồ rồi kìa. À, thì ba cái vụ phim giả tình thật đúng không? Tạo scandal thôi để PR phim chứ không có gì hết trơn á. Trời đất ơi, nếu mà là cái chuyện đó thì tôi nói đi làm cái gì? Ổng á đi cặp với cái bà đại gia nào đó, người ta còn chụp được hình trong khách sạn á, tình tứ lắm đó. Nè, bà coi đi. Đâu? Cái này ở đâu vậy? Dạ, con nghe nè mẹ. Mẹ ơi, bây giờ con đang bận. Để lúc nào anh Đạt ảnh có thời gian rảnh, con dẫn ảnh về rồi nói cho mẹ hiểu nha mẹ. Trời ơi, mà tôi tức ghê luôn á. Người ta còn nói á, là bà háo danh, mê hình thức, bắt ông Đạt có thuê cho cái nhà sang trọng như vậy nè, rồi không có tiền trả, bây giờ phải cặp với bà đại gia để trả nợ cho bà đó. Có chuyện gì vậy em? Hả? Ông Đạt, tại sao ông lại đối xử với vợ ông như vậy? Bây giờ còn về hỏi có chuyện gì nữa hả? Em, sao vậy em? Anh buồn đi. Em à. Mai, nghe anh giải thích nè. Tôi không có cần nghe anh giải thích cái gì hết á. Anh nói với tôi là anh với Lily là phim giả tình thật. Tôi cũng tin anh. Anh muốn tôi làm người vợ tồi, hư hỏng, tôi cũng làm theo anh. Rồi bây giờ thì sao? Anh lại đi cặp kè với bà Trinh đó. Anh muốn tôi sống như thế nào với cái mớ bồng bông anh gây ra? Em nghe anh giải thích đây nè. Em phải bình tĩnh lại. Tất cả mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cái ngày hôm đó là anh đi gặp nhà sản xuất với lại chị Trinh thôi. Nhà sản xuất nào mà ở trong khách sạn? Anh tưởng tôi ngu hả? Ông ta là Việt Kiều mới vừa về nước, cho nên là phải ở trong khách sạn. Đây. Nè, ông ta nè. Đó, em tin anh chưa? Báo chí vô tình chụp được tấm hình đó, cho nên có cớ đăng bài thôi. Nhưng mà bây giờ mẹ ở nhà biết hết trơn rồi, em không biết ăn nói sao với mẹ luôn nè. Để khi nào anh rảnh, anh sẽ giải thích với mẹ sau. Điều quan trọng nhất là em phải tin anh. Trong cái phân đoạn này là Cường sẽ gặp lại người yêu cũ. Thường là người ta sẽ diễn là bất ngờ nè, sau đó là buồn bã. Nhưng mà phân đoạn này em muốn anh diễn nó khác đi một chút xíu để cho nó mới mẻ hơn. Anh Đạt. Anh Đạt. Hả? Trời ơi, nãy giờ em đọc thoại cho anh mà anh không có nghe gì luôn á hả? Cái sự kiện tối nay làm cho anh rối trí quá.
Anh chưa biết mặc đồ nào luôn nè. Suốt ngày đồ đạc. Em làm cái gì vậy hả? Hồi trước á, anh rất là nắm đường dây kịch bản. Nhưng bây giờ anh không có thèm đếm xỉ gì tới nó luôn á. Buổi tối nay anh có hẹn với Cascader tập võ mà. Ôi trời ơi, chết rồi, anh nhiều việc quá anh quên mất. Thôi được rồi, để anh gọi điện qua bên đó, nói người ta về lại ngày khác. Gọi cái gì mà gọi? Em làm cái gì vậy? Bây giờ á, là anh say mê đi các sự kiện hơn là say mê nghề đúng không? Sao anh thay đổi nhiều quá vậy? Em sao vậy hả? Anh làm tất cả mọi chuyện là vì hai chúng ta. Anh đi ra ngoài giao thiệp là tạo mối quan hệ để sau này công việc của hai chúng ta tốt hơn. Khi chúng ta thành công rồi thì đường đường chính chính anh và em sẽ cùng nắm tay nhau đi vào những buổi tiệc sang trọng thượng lưu đó. Có phải là như vậy tốt cho hai chúng ta hay không? Không, em không cần. Em chỉ cần anh là anh của ngày hôm qua thôi. Thôi được rồi, em hãy để cho anh đi dự sự kiện tối nay xong. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đọc kịch bản nè, anh sẽ đi tập võ nè, anh sẽ gặp đạo diễn Trần Hùng đi xin lỗi. Như vậy có được chưa? Anh vẫn ngoan cố và không hiểu những gì em đã nói hả? Anh nhức đầu với em quá à. Sự kiện tối nay anh còn chưa chọn được đồ để đi dự nữa nè. Tối nay Lily sẽ mặc một bộ đồ tông màu xanh. Anh nghĩ là anh cũng sẽ mặc một bộ đồ cùng tông. Cho đến khi báo chí chụp hình á, như vậy người ta mới liên tưởng tới cặp đôi này đang yêu nhau. Báo chí sẽ tập trung vào cặp đôi này, lúc đó anh sẽ nổi tiếng. Khi nổi tiếng rồi, anh sẽ có tiền nhiều. Anh mới đủ sức chi trả cho căn nhà mình đang thuê chứ. Từ ban đầu á, em đã nói với anh là em không đồng ý thuê căn nhà này. Anh thuê căn nhà to làm cái gì? Để bây giờ suốt ngày tiền bạc. Ơi, em. Ôi, em à. Thôi, chị nghỉ ngơi đi. Em về trước nha. Thôi, đừng có về. Ở lại đây, uống tiếp. Uống tiếp để ăn mừng cái quảng cáo mới của em. Thôi, hôm nay chị uống nhiều lắm rồi. Lo cho Trinh hả? Uống. Sao vậy? Không uống là Trinh giận đó, nghe chưa? Trinh đã nói rồi, Trinh đã nói cái gì thì phải thực hiện cho bằng được. Bên đại diện nhãn hàng, người ta đã chính thức mời Đạt làm gương mặt đại diện cho họ. Nửa tỷ đồng đối với một diễn viên trẻ sắp sửa nổi tiếng như Đạt đây thì mình phải ăn mừng mới đúng chứ. Vô. Em thật sự cảm ơn chị đã nâng đỡ cho em. Đừng có khách sáo như vậy, nghe xa cách lắm. Tương lai của Đạt sẽ sáng lạng hơn nữa. Không chỉ 500 triệu thôi, mà dự án của Trần Hùng bấm máy xong, tiếp theo sẽ là một dự án hợp tác với bên Hàn Quốc. Dự án điện ảnh đó nha, hoành tráng chứ không có thường đâu đó. Vô. Em mời chị. Cạn. Phải uống hết. Không có Trinh giận đó, uống hết đi. Uống hết. Em thật sự cảm ơn chị đã cho em cơ hội được tỏa sáng và nổi tiếng. Nè, chị đã giúp em rồi thì em phải đền bù cho chị chứ. Đâu giờ anh chưa chịu về. Giờ này mà còn điện thoại cái gì nữa? Chị cứ đưa cho em. Không vui nữa. Chóng mặt quá. Chị sao vậy? Trinh muốn lên phòng nghỉ. Đặt đưa Trinh lên phòng nghỉ đi. Hoài không được. Được rồi.
Chấm mật. Được rồi, để em. Em dịu dịu lên. We'll be right back.